Chào mọi người, đây là Godox A1, một cái trigger cho điện thoại để điều khiển những cái đèn flash và đèn studio của Godox. Mọi người có thể thấy khi chúng ta bấm nút chụp trên điện thoại này, đèn nó sẽ sáng. Đỉnh chưa? Y như một hệ thống camera chuyên nghiệp luôn.